Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta đã phải đương đầu và chiến thắng mọi kẻ thù, xâm lược, hung bạo. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được vun đúc, nuôi dưỡng và phát huy, trở thành truyền thống văn hóa, nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc ta. Tiếp nối truyền thống quý báu đó, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hiến dâng xương máu của mình cho Tổ quốc. Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi thân thiết nhất. Đã thành truyền thống hàng năm, cứ vào dịp 27 tháng 7, tuổi trẻ cả nước lại dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, như hành trình về địa chỉ đỏ, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các công trình tri ân, v.v.